mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 25. Hỏi: theo tuệ tĩnh thì muốn sống thọ, con người thời nào cũng phải tuân theo những quy tắc đúc kết sau đây: bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình. Chúng tôi thấy đấy là những điều khuyên nhủ rất hay. Vậy có cần gì phải theo một pháp môn nào khác cho thêm phiền để đạt cái mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên? Đáp: đúng là những lời khuyên trên rất hay và rất được các thầy thuốc ngày nay trích dẫn để trả lời cho người nào muốn sống khỏe, sống thọ. Nhưng các bạn thử nghĩ, con người ta đâu phải lúc nào cũng nhớ đến 7 điều ấy và làm tròn, vì một lẽ có thể nói là quá chi ly, ít thực tế và thiên về lý tưởng. Chúng tôi xin đề cập đến từng điểm một. Thứ nhất là bế tinh. Con người khi đến tuổi trưởng thành phát dục là có tinh, và tinh thì dùng để truyền giống. Tinh mà không dùng thì khi đầy, nó thoát ra trong giấc ngủ. Người đã lập gia đình thì tinh dùng để truyền giống, không thể bế được. Thiên nhiên không cho bế, và những ai từng kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng chắc hiểu thâm ý của đấng tạo hóa. Tạo hóa không cho ai ăn gian và bắt phải xuất mới được yên thân. Có chăng chữ bế đây muốn nói lên đừng lạm dụng. Tiên sinh Osaka đối với vấn đề này có nói rằng những người sống trong đường hướng thực dưỡng thì mỗi đêm có thể chung tình với người bạn đường đến tuổi 60 là chuyện bình thường. Còn đến 70-80 không phải là chuyện quá tầm đối với họ. Rồi đòi hỏi các thứ vara mất tự nhiên. Đấy há không phải là điều vượt quá ước mơ của thiên hạ hay sao mà đòi học bế. Thứ hai là dưỡng khí. Đây là nói đến hít thở để điều hòa cơ thể. Chuyện luyện khí ấy trong các trường phái yoga hay khí công có dạy, và ai cần thì học chứ không nhất thiết ai cũng phải. Vì sao? Bởi bình thường vô bệnh thì khí huyết điều hòa, ít người chuyên chú vào đó. Những khi khó thở, phần nhiều là do trải qua những buổi tiệc tùng hay khi ngộ độc thực phẩm. Theo kinh nghiệm, tôi ăn uống quân bình, chọn thêm những món dương nhiều hơn một chút là hơi thở được thông suốt. Lẽ dĩ nhiên khi khỏe mà chuyên luyện khí thì cơ thể được lợi ích tích cực hơn. Chứ nếu để đổ bệnh mới dùng phép này thì chưa chắc được thành công mỹ mãn. Thứ ba là tồn thần. Đây là nói không để tinh thần lo nghĩ nhiều. Vấn đề này dành cho thầy tu thì dễ, nhưng với quần chúng thì khó áp dụng. Vì sao? Bởi cuộc sống phần nhiều ai cũng đa đoan và đều chạy đôn chạy đáo để kiếm sống, bắt cái nọ, bỏ cái kia. Nên vấn đề để cho tâm hồn thoải mái, vô tư là một điều khó thành, khó làm được. Osaka từng nói, các bậc thánh hiền vẫn thường khuyên, hãy trở về với thiên nhiên, nhưng cách thức thực hành lại quá trừu tượng, bí hiểm, nên đã mấy ai theo được và mấy người đã thành công. Điểm thứ tư là thanh tâm. Đó là để tâm trong sạch. Ta có thể nghĩ đến việc ăn chay cho tâm hồn thanh tịnh. Đáng lẽ ăn những thực phẩm thanh tịnh thì vô bệnh mới phải. Nhưng ngày nay ta thường thấy các thầy tu chuyên ăn chay mà đổ bệnh lại rất nhiều. Thế thì chúng ta phải xét lại vấn đề này đã khiếm khuyết ở chỗ nào để khắc phục. Huống chi đâu có phải ai cũng thích ăn chay, chứ ăn mặn thì người ta cũng có thể sống thọ được. Điểm thứ năm là quả dục, tức ít muốn. Đã là chúng sinh thì hầu như ai cũng tham, bảo họ ít tham, ít muốn, tri túc, biết đủ thì không thực tế. Thời đại của chúng ta ngày nay là thời đại của khoa học, và khoa học thì càng ngày càng tiến bộ, và tiến đến đâu, có đến hố thẳm không thì nó vẫn cứ tiến, và tiến mạnh như vũ bão. Vậy vấn đề quả dục, bớt cái muốn lại đi là không tưởng với số đông, với xã hội. Điểm thứ sáu là thủ chân. Hãy chân thật với người, với mình, tức là đừng nói dối. Đây cũng là một điều lý tưởng nữa.
Chúng ta hẳn đã thường thường nghe người bán hàng nói: bán cho ông cho bà, tôi bán vốn đấy, không lấy lời gì. Hay có lời là chỉ vài đồng thôi. Ôi sao mà đãi bồi thế, bán không lời thì lấy gì ăn, lấy gì sống, lấy gì cho vợ chồng con cái đi siêu thị hàng ngày. Bởi sự thật mất lòng cho nên hầu như không chỉ những ai bán hàng mà có lẽ chúng ta cũng hay thế. Và Osawa đã thay điều kiện sức khỏe thứ bảy, công bằng, thành không nói dối. Một từ rất đặc sắc cũng như rất dễ hiểu mà tiên sinh từng bàn luận rất kỹ. Cuối cùng là luyện hình, tức là tập thể dục. Ngày nay chúng ta thấy sáng sáng, nhiều người rủ nhau đi tập thể dục ở các công viên rất vui vẻ và để cho có sức khỏe mà làm việc cả ngày. Riêng cá nhân tôi thấy mình không có cái vui ấy và sức khỏe bấy lâu nay rất bình thường nên không luyện hình như thiên hạ. Nói tóm lại, mấy điều kiện để sống thọ của tuệ tĩnh chúng tôi thấy rất hay nhưng thiên về lý thuyết và khó nhớ, khó thực hành. Rồi một ai đó khi thuận tai đọc đến, thấy mình rơi vào mục nào thì hãy tìm phương cứu chữa. Còn Osawa cũng đưa ra 7 điều kiện để có sức khỏe là: 1. Không mệt mỏi. Con người ta ít ai mà luôn luôn khỏe và làm việc không biết mệt là gì, rồi luôn tìm cái khó để vượt qua trong cuộc sống cũng như ở tinh thần. Mệt mỏi cũng là nền tảng của mọi bệnh hoạn mà nhiều người lơ là không để ý, cho đến khi bệnh đổ nặng ra thì hầu như họ đỡ không kịp. Và dầu cho có đỡ kịp chăng thì sự mất mát cũng khá nhiều và tổn thọ. Còn những ai trong đường hướng thực dưỡng, chúng ta hãy điều tra xem họ hầu như không biết mệt mỏi là gì, tuy rằng họ không cho đấy là mục đích của mình. 2. Ăn thấy ngon. Chắc chúng ta ai cũng để ý nhà hàng nào cũng đông khách, phần lớn chính là ngon. Họ tìm cho ra những sơn hào hải vị hoặc có những thứ bị kê ra trong sách đỏ để phục vụ khách hàng. Chúng ta há không thấy họ đã dùng cái từ ngon này để câu khách hay sao? Điều ấy chứng tỏ ăn ở nhà mình không ngon. Cái ngon của họ nằm ở đồ ăn chứ không ở sức khỏe, ở một cái dạ dày tốt. Còn những người thực dưỡng thì ngược lại, hầu như họ không cần cao lương mỹ vị và dầu cho gặp những món vô cùng đơn giản, họ vẫn thấy ngon ăn và không cao có khi vấp phải những thứ không vừa miệng. Trong vấn đề ngon ăn, Osawa cũng đề cập đến vấn đề thèm và thỏa mãn tính dục cũng là một điều kiện quan trọng của hạnh phúc. Và tiên sinh bài bác cho là những ai chủ trương trong sạch, co rúm người trước tính dục là tín đồ thanh giáo. Họ vi phạm luật âm dương rồi bất lực và không bao giờ có thể vào cõi thần tiên, Kingdom of Heaven. 3. Ngủ sai và ngon. Nếu có một lúc nào đó ngủ sai thì khi thức dậy người ta cảm thấy tươi tỉnh và hạnh phúc. Điều ấy chứng tỏ những việc làm vừa qua của họ được lương tâm chấp nhận và không quấy rầy họ. Nhiều khi họ thức đúng vào cái giờ họ đã quy định. 4. Ký ức tốt. Con người mà không có trí nhớ thì coi như không có giá trị gì, dù cho họ có đẹp trai đẹp gái hay khỏe mạnh đến đâu. Ngày máy tính, bộ nhớ càng cao càng có giá. Khả năng nhớ của con người thật ra là vô hạn. Đọc báo ngày nay chúng ta thấy có người nhớ đến mấy trăm ngàn con số lẻ sao số bi. Còn những nhà tu, những bậc chứng, ngộ còn nhớ đến tiền kiếp. Chớ con người bình thường để nhớ những điều quan trọng vừa trải qua là đã quý lắm rồi. Nhưng cái trí nhớ, bình thường ai cũng có, không nhiều thì ít, mà càng nhiều thì càng tốt. Càng lớn tuổi lại càng ít đi, có khi đến lú lẫn một cách tội nghiệp. Để phục hồi nó không phải ai cũng làm được, và phần nhiều người ta đành chịu cho số mạng cuộc đời. Nó thế thì phải thế. Nhưng thật ra không phải. Theo Osawa, chúng ta không nên chịu trận mà để cho bộ nhớ, phần quan trọng nhất
và giá trị nhất của con người. Một ngày nào đó, nó đội nón ra đi. Phương pháp thực dưỡng có công năng phục hồi và đem cái gì của Kesa trả về cho Kesa. Bằng cớ tiên sinh đưa ra là những người bị bệnh tiểu đường thường mất trí nhớ, nhưng nhờ phương pháp của tiên sinh, ký ức của họ phục hồi rất nhanh. Đó là chúng tôi chưa nói đến những học sinh. Các bạn cảm thấy trí nhớ mình mở mang hơn chúng bạn nhờ những tháng ngày ăn uống thực dưỡng để chữa một chứng bệnh nào đó. 5. Tính tình vui vẻ. Thực ra thì ít ai vui vẻ lắm. Vì sao vậy? Đó là vì một lẽ rất giản đơn là họ không vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Và khi không có sự hài lòng này thì họ rất bực bội và nặng, thì dễ đi đến bệnh tâm thần. Ngày xưa ông bà ta có cuộc sống dễ dàng, nhàn tản. Còn ngày nay, đất chật, người đông, lương thực hiếm. Vậy con người phải đấu tranh để giành sống, nên tinh thần phải hoạt động căng, và từ căng thẳng mà sinh ra quạo vọ mấy hồi. Những người trong trường phái thật sự Osawa không cao có vì cuộc sống đến vậy. Họ phần nào giống thầy tu xưa, nhất bác thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Chén cơm gạo lứt và một chút xíu đồ ăn, đâu cần gì đến miếng giò heo, đến cao hổ cốt để tẩm bổ cho cái thân bất tịnh, cái tâm ưu tư phiền muộn hàng ngày. Nếu làm công nhân viên chức, họ không cần phải tham nhũng, mưu toan dành cho hậu sự, để có ngày phải tra chân vào cùm. Tự do thênh thang, hiện diện cụ thể nhãn tiền thì cần gì nữa mà phải mất vui. Đó là chưa nói đến cái tự do tinh thần vô hình vô ảnh, vô ngã vô nhân trong đạo giải thoát, đâu phải rất khó thành tựu trong cuộc đời. 6. Minh mẫn trong suy nghĩ và hành động. Chắc hẳn chúng ta nếu là thầy cô giáo đều khen ngợi những trẻ nhanh chóng giơ tay biểu quyết hay trả lời ngay những câu hỏi mà mình đưa ra. Trong xã hội cũng thế, những vấn đề cấp thiết được đưa ra và giải quyết nhanh đều được quần chúng tán thưởng. Ngay cả giá vàng và chứng khoán, ai mà sáng suốt và minh mẫn đều dễ thành công. Đây là một điều kiện cao về sức khỏe để thành tựu những ước mơ trong cuộc sống. 7. Tính công bằng. Đây là điều kiện mang tính quyết định của phương pháp thực dưỡng và mang tính vô hạn. Khi con người được ngộ nhập bản tính công bằng, thì theo Osawa, nó bao hàm 6 điều kiện trên và thành tựu tự ngã. Cái bản tính giác ngộ mà cũng là trí phán đoán tối cao của mọi con người. Nói tóm lại, 7 điều kiện của tuệ tỉnh chúng tôi tin là tốt, là dễ hiểu, là rất cần cho sức khỏe và sống thọ. Để đạt được như thế thì chúng ta phải nhớ nằm lòng và phải thực hành. Nhưng tiếc thay con người chúng ta hay quên, còn thực hành như thế nào thì cũng phải tốn công nghiên cứu dài lâu, mà chắc gì thành tựu một hơi 7 điều coi như quá tốt ấy. Còn 7 điều của Osawa thì rất nôm na, từ đứa trẻ cho đến ông già đều hiểu, và một khi thực hành đúng phép thì cả 7 điều không cần phải nhớ làm chi cho mệt não cũng đều dần dần thành tựu. Quý vị hãy đi điều tra những người đã đi vào con đường Osawa chừng 1 năm trở lên để xem con người của họ được cải thiện một cách tự nhiên như thế nào. Chắc chắn là từ một con người bệnh hoạn, họ trở nên khỏe mạnh. Về dục tính, họ có bản lĩnh của giới tính của mình, hoàn toàn chủ động và không bất lực. Họ thể hiện đúng giới tính của họ và không thiên lệch qua giới tính thứ ba. Họ ốm thì có ốm, đặc biệt là không có cái nạn béo phì. Họ không bị các thứ bệnh về phổi để phải kéo hơi lên, đâu cần phải dưỡng khí. Suy nghĩ thì họ có suy nghĩ chớ không lo âu, nghĩ ngợi vẩn vơ, thì đấy không phải là tồn thần sao? Ăn 3 cái hột gạo lứt cộng một chút rau củ, há không làm cho cái tâm trong sạch và ít ham muốn sao? Đó chính là thanh tâm và quả dục chứ gì.
rồi dần dần họ tiến đến lẽ thật của cuộc đời và vũ trụ trong tâm mình cũng như ở ngoại giới, mà không cần phải tập luyện theo kỹ thuật thuộc thể dục hay các tư thế yoga. Dòng máu tốt sẽ cho họ thực hiện mọi ước mơ trong cuộc đời mình. Trong quyển Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Oshawa xác quyết: bảy điều kiện trên không thể nào thực hiện được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn giản về phương pháp trường sinh thực dưỡng. Nhờ chúng bạn có thể là đấng sáng tạo đời sống, sức khỏe và hạnh phúc chính mình mà không phải dựa vào ai. Bạn có thể độc lập và tự do. Rút lại một lần nữa, chúng ta có thể kết luận con đường của Oshawa là con đường đạo pháp tự do, giải thoát của truyền thống văn hóa Đông Phương, chủ trương đơn giản mà triệt để dựa chỉ trên nền tảng sinh vật học, mà trí tuệ tiến vào nơi vô hạn, trong khi của tuệ tỉnh thì nằm trên bình diện thành tựu sức khỏe để thọ mạng của con người được kéo dài lâu. Vậy là tùy theo khả năng và sở thích, chúng ta sẽ chọn con đường nào hợp với mình nhất mà theo. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng Oshawa rất khiêm tốn và đầy hào sảng khi thốt lên rằng bệnh thể chất, tinh thần và luân lý có thể trị lành với phương pháp trường sinh, thành quả của một trí tuệ khôn ngoan trác việt cổ đến 5.000 năm. Các bạn có một phương pháp nào mới, đơn giản hay trực tiếp hơn không? Tôi không biết lấy một. Cho dẫu nhận xét của tôi có thể là kém và hiện thời có lẽ có một phương pháp nào đó tốt hơn. Nếu vậy, xin làm ơn cho tôi biết với. Tôi sẵn sàng theo bạn và từ bỏ con đường sức khỏe dẫn tới hòa bình, mang tính sinh học, sinh lý và vũ trụ quan mà tôi đã theo đuổi hơn 50 năm nay. Gen Macrobiotic, Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Rio. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha, 闻什么的颂。